Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Thưa quý vị, tôi thì quý vị biết rồi, có rất nhiều tên gọi, rất nhiều chức danh. Nhưng mà quý vị biết đấy, tôi là người khiêm tốn. Nên ngày hôm nay, mong quý vị hãy cứ gọi tôi bằng cái chức danh là giáo sư biết tuốt. Bởi vì tôi biết tất cả mọi thứ. Thưa quý vị, lý do tôi có mặt trong chương trình ngày hôm nay là bởi vì đơn vị tổ chức cũng muốn có một sự kiện đặc biệt một chút. Và thứ hai nữa là cũng phải nói thật là cái đại lý mà chuyên môi giới người nổi tiếng ấy thì họ cũng đưa ra cái chiết khấu tốt. Thưa quý vị, là mùa dịch mà, ếch nào chả là thịt. Vâng, để tôi vào chương trình luôn. Chúng tôi cũng rất vui mừng là trong số hàng triệu khách hàng của chúng tôi thì đã có một vị khán giả may mắn bốc thăm để trở thành người duy nhất sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay để đặt câu hỏi cho chương trình. Và tôi sẽ là người có vinh dự để trả lời. Xin mời vị khán giả. Mời anh ngồi. Dạ. Anh có thể bỏ khẩu trang. Xin kính chào quý vị. Anh có thể bỏ khẩu trang ra được không? Dạ được. Vâng. Với một người mà cứ... Có dâu ạ? Không, hai hôm mà đi test Covid một lần, cộng với tiêm hai mũi rồi thì tôi nghĩ là tôi bỏ ra cũng là rất hợp lý. Vâng. Tôi không thích khán giả có dâu lắm, tại vì thường đụng hàng với tôi, nhưng không sao. Anh là khách khán giả may mắn của chương trình. Dạ. Anh Hoàng Văn Thao, đúng không ạ? Xin lỗi, tôi tên là Tháo. Tháo? Tháo trong từ Tào Tháo. Vâng. Vâng, xin lỗi ạ, vâng. Xin chào mừng anh Tào Văn Tháo. Xin lỗi, tôi là Hoàng Văn Tháo. Vâng, ok, anh Tháo. Vâng, chào mừng anh đến. Nếu như giáo sư chưa sẵn sàng, tâm lý chưa thoải mái thì chúng ta có thể dừng chương trình. Bởi vì tôi quen làm việc một cách rất chuyên nghiệp. Không, tôi cũng làm việc chuyên nghiệp. Nên anh có thể vào luôn câu hỏi cũng được. Tại vì hôm nay tôi là người trả lời, anh là người hỏi, anh là khán giả may mắn. Xin mời anh Tháo, anh có thể hỏi luôn. Mời anh. Với cái thái độ này thì... Vâng. Giáo sư có biết là vì sao tôi lại tên là Tháo không? Quá đơn giản. Vì bố mẹ anh đặt là như thế. Chính xác. Đấy, tôi đã nói mà lại vâng. Dạ vâng. Vâng. Thế giáo sư có biết là vì sao bố mẹ tôi lại đặt tên tôi là Tháo không ạ? Tôi xin lỗi anh, tôi được trả lời thẳng đúng không? Vâng. Tại vì ngay khi anh ra đời, nhìn cái mặt anh... Xin lỗi nhá. Mặt tôi làm sao? Ý tôi ấy là cái mặt anh nó có đầy đủ cái sự đa nghi, cái sự gian hùng. Mà như thế trong thiên hạ từ trước đến giờ chỉ có một người có cái gương mặt đa nghi và gian hùng như vậy. Đó chính là Tào Tháo. Và cái từ Tháo nó xuất hiện trong đầu bố mẹ anh. Và bố mẹ anh ngay lập tức đặt tên anh là Tháo. Tôi đoán đúng không? Chính xác. Đấy, tôi đã nói mà lại. Xin cảm ơn giáo sư. Tôi muốn chia sẻ với giáo sư. Thôi anh, tôi nói luôn với anh này. Thứ nhất, anh là một khán giả rất may mắn trong số hàng triệu khách hàng của chúng tôi có mặt ở đây. Nhưng cái thời gian dành cho anh nó không nhiều. Nên tôi mong anh hãy đặt những câu hỏi nó vào thẳng chủ đề. Chứ đừng lan man thế này, tôi sợ là sẽ không có đủ thời gian. Tôi xin lỗi, tôi cũng xin lỗi quý vị là cũng bởi là tôi lên chương trình tôi hơi căng thẳng. Vâng. Cho nên lúc đầu có thái độ thế nào thì cũng mong giáo sư không sao. Đến lúc đặt câu hỏi cũng mong anh thông cảm cho chúng tôi. Vâng. Cái gì đấy? Dạ không. Xin lỗi giáo sư. Cái gì đấy? Dạ câu hỏi. Nhiều thế này cơ. Dạ vẫn chưa hết. Thưa giáo sư là thế này, chả giấu gì giáo sư. Khi mà biết tôi hôm nay được lên gặp giáo sư để đặt câu hỏi. Vâng. Thế là cả làng có gửi câu hỏi cho tôi. Gửi đến giáo sư bởi vì có rất nhiều sự thắc mắc. Mong giáo sư sẽ trả lời tất cả các câu hỏi. Có khoảng bao nhiêu câu? Dạ 108 câu ạ. Làng tôi thì đặc biệt lại thích chuyện thủy hử. Tôi chỉ lưu ý một chút là thời gian dành cho anh không nhiều. Nên là anh cố gắng lựa chọn những cái câu nào nó chính một chút. Chứ nếu không mà hỏi hết một... Cứ hết, lỗi, hết, hết thời gian là tôi ngừng lại thôi. Chính thế nào gọi là câu phụ? Tôi không biết, đây là tùy anh. Nhưng mà đại khái là tôi cứ hết thời gian là tôi cắt thôi. Còn tùy anh chọn, có thể chọn theo quan hệ, có thể chọn theo độ dài, có thể tôi chọn... Tôi xin lỗi, vâng, đây ạ. Vâng. Câu hỏi đầu tiên tôi ưu tiên. Vâng. Ông bác họ thôi. Vâng, bác họ này. Ông lại là trưởng họ cho nên tôi trưởng họ. Ưu tiên. Vâng. Ông tên là Phi. Phi. Vâng. ạ. Cháu hãy gửi tới giáo sư câu hỏi của bác theo hai vế cụ thể. Chờ giáo sư trả lời xong vế 1, hãy đọc vế 2.
Vâng, nhất trí, dạ, chuyện bình thường, khán giả không cần phải chắc lép với tôi, vậy tôi thoải mái luôn, hỏi mấy câu cũng được, câu nào trước cũng được, câu nào sau cũng được, mời anh. Đây ạ. Thưa giáo sư biết tuốt, vậy giáo sư biết tuốt và trả lời tuốt tất cả các câu hỏi, đúng hay không? Tôi xin trả lời, đúng vậy. Dạ, vâng. Vế 2, vậy giáo sư, hãy lắng nghe cho kỹ, tôi đố giáo sư, nhà tôi có mấy cây cao? Ý anh hỏi là nhà ông Phi đấy. Vâng ạ, vâng ạ, đây là câu hỏi của bác Phi ạ. Nhà ông Phi có phải là ở thôn Thượng, vâng, vâng, xã Eco, vâng, huyện Ngoại ô, vâng, tỉnh cạnh thủ đô. Dạ vâng, chính xác. Đúng rồi. Tôi nhớ không nhầm thì nhà ông Phi nếu như ta đi từ tỉnh lộ, dạ, đi vào độ khoảng 300 mét, vâng, có một con mương, dạ, qua con mương đấy chúng ta rẽ phải, vâng, đi qua nhà bà Dậu nuôi rất nhiều gà. Vâng, vâng, sau đó vâng, chúng ta đi tiếp 40 mét nữa rẽ trái đi qua nhà ông Hợi nuôi rất nhiều lợn. Vâng. Sau chúng ta lại đi trách qua vườn ngô một chút là sẽ rẽ vào nhà ông Phi. Dạ chính xác. Vâng. Vậy thì nói luôn, vườn nhà ông Phi có 4 cây cao rưỡi. Sao lại 4 cây rưỡi ấy? Thực ra là 5 cây. Vâng. Nhưng mà cái cây thứ hai từ bên phải sang ấy nó ngắn, nó chỉ có một nửa thôi. Nên tôi tính là một nửa, gọi là 4 cây rưỡi chứ không thể là 5 cây được. Ồ thế ạ. À? Vâng. Thế giáo sư có quen biết bác tôi sao mà miêu tả lại chính xác đến như vậy? Không, tôi không biết ai. Tôi không biết ông Phi. Thế tại sao giáo sư lại có thể nói chính xác như vậy? À, thế này anh ạ. Thứ nhất, nó xuất phát từ những thứ rất bản năng. Vâng. Đó là cái bản năng tò mò của con người. Dạ. Có nhiều người dùng cái sự tò mò đấy để chọc mũi vào việc nhà người khác. Vâng. Thường là gãy răng. Vâng. Nhưng tôi thì dùng cái sự tò mò của mình để đi du lịch khắp nơi. Thường là gãy răng hoặc là vỡ mồm đấy. Vâng. Tôi thì dùng sự tò mò của mình để đi khắp nơi. Dạ. Tôi dùng Google Earth. Và tôi cứ đi khắp nơi, đến từng nhà một, ngó nghiêng xem nhà người ta có cái gì rồi lại sang nhà khác. À. Tôi nhớ là nhà ông Phi này là có 2 con chó mua của nhà ông Tuất. À vâng. Rất dữ. Dạ. Tôi nhớ là có một con màu đen và một con màu vàng. Tôi nhớ không nhầm là như vậy. Cảm ơn giáo sư, nhưng mà tôi cũng phải chia sẻ với giáo sư là cái con màu đen ấy thì bị 2 thanh niên đi Exciter là bắt rồi. Ồ thế ạ, bế đi rồi. Vâng, vâng, vâng. Thế con màu vàng thì sao? Thế con vàng thì bây giờ lại chuyển sang đi đóng phim. Ờ thế thì tốt, thế cũng coi như là được một nửa. Dạ. Thế anh cho tôi gửi lời hỏi thăm ông Phi. Dạ vâng. Vâng. Thế giáo sư có hỏi thăm con vàng không? Thôi anh ạ. Tôi không có quan hệ với anh ấy. Vâng. Tôi tưởng giáo sư cũng biết tuốt. Vâng. Thôi cảm ơn anh. Dạ vâng. À, như vậy là xong câu hỏi rồi. Dạ vâng ạ. Vâng, cảm ơn anh. Bây giờ sẽ là câu tiếp theo. Vẫn có câu tiếp theo. Vâng, tại sao giáo sư cảm ơn tôi sớm thế ạ? Rồi ok, mời anh. Vâng. Vâng. Câu tiếp theo. Cháu tên là Tào Hồng. Ừ, hết Phi đến Hồng. Vâng, bác Phi. Vâng, vâng, bây giờ vâng, cháu tên là Tào Hồng có vâng, hỏi. Vâng. Thưa giáo sư, người ta hay nói rằng dịch giã, vậy phải đọc và viết thế nào cho đúng? Ừ. Dịch giã hay dịch giã hay dịch rã? À, vâng. Một câu hỏi rất thú vị. Dạ. Của cháu Tào Hồng. Vâng. Vâng. Thế này cháu Hồng ạ. Dịch. Vâng. Tại sao lại gọi là dịch? Chúng ta biết quá nhiều nghĩa của từ dịch. Vâng. Nhưng mà trong cái thời điểm này mà đặc biệt gắn với từ giã thì chỉ có một loại dịch thôi. Dạ. Đó là chúng ta đang rất quan tâm đến dịch COVID-19. Chính xác. Hay còn gọi là SARS-CoV-2. Vâng. Hay là nCoV. Vâng. Hay là trước đây chúng ta còn gọi là Corona. Vâng. Vâng. Nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ thành phố Vũ Hán của Trung vâng, Quốc. Vâng. Và không ai nghĩ rằng nó có thể trở thành một đại dịch như thế này. Chúng dạ, ta quá tự tin vào nền y tế và đến khi... Tôi xin lỗi, nhưng dạ, mà cháu Hồng nó hỏi là dịch giã hay dịch giã cho nó đúng, chứ không phải là hỏi nguồn gốc của COVID-19. Tức là giã giờ đờ. Vâng. Giã G. Vâng. Và rã R. Vâng. Đúng không? Vâng. Cháu Hồng thân mến, là cả ba cách thì đều đúng. Ừ. Dạ. Xin lỗi giáo sư. Dạ. Thưa quý vị, là một chương trình mang tính khoa học thì cần phải có độ chính xác. Đương nhất nhiên là trả lời cho trẻ em thì chúng ta không thể trả lời theo kiểu giáo sư được. Không, không, không. Đấy đúng nghĩa là ba phải đấy. Không, không. Ba cái đều đúng là ba phải. Ba cái đều đúng, nhưng tại sao ba cái đều đúng? Tôi phải nói với anh như này. Dạ. Tại vì gắn với từ dịch này thì từ giã nào cũng đúng. Đầu tiên, vâng, từ giã giờ đờ đúng không? Vâng ạ. Chính là hoang dã. Thưa với anh, tất cả các đại dịch mà gây ra những đau khổ cho con người, gây ra sự kinh hoàng con người vâng, đều đến từ thế giới hoang dã. Từ các động vật hoang dã. Vâng. HIV từ đâu? Dạ, từ... từ các loài linh trưởng hoang vâng, dã, đúng vâng, không? Vâng. Và kể cả như là nCoV này, người ta cũng nghĩ là từ các loài rơi hoang dã vâng, và từ TT, từ vâng, rất nhiều loại người ta đang nghiên cứu, nhưng nó cũng bắt đầu từ hoang dã. Dạ. Nên là từ giã giờ đờ, cũng vâng, có lý đúng của nó. Cho nên, vâng, dịch giã vâng, là dịch đến từ hoang dã.
Là chính xác. Là chính xác. À, vâng. Thế ạ. Vâng, vâng. Vâng. Còn tiếp theo. Cái duy, tức là duy giã đấy. Vâng ạ. Nó cũng đúng. Là như này. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy đây là sự giã từ, sự giã biệt. Vâng. Dịch giã đến, mang đến cho chúng ta rất nhiều những sự chia ly. Trong đó có rất nhiều cuộc chia ly đau khổ. Vâng. Nên chúng ta cũng có cả cái từ giã trong cái từ giã biệt, giã từ. À. Và thêm nữa, cái từ giã này còn có nghĩa là giã chày ấy. Dạ chảy ở đây ạ. Dạ xin lỗi giáo sư. Dạ. Mình đang nói về dịch không nói về chảy. Tôi biết thế, nhưng mà ý rằng là dịch này nó dã chúng ta từ cái đợt nó bắt đầu có rồi, dã chúng ta mấy trận rồi. À, dã này là trong dã gạo ấy. Dã gạo đấy ạ. À, vâng. Vâng. Đấy, cụ thể thế nào thưa giáo sư? Tất cả các ngành nghề, tất cả các con người trên cả cái thế giới này bị dịch nó dã cho mấy trận từ cái ngày nó bắt đầu rồi. Vâng. Nên là cái từ dã này nó nằm ở trong cả cái từ dã cối nữa. À. Vâng, và dịch này nó là nó dã chúng ta đấy. Vâng. Thì cũng là dịch dã là đúng. Vâng, dịch dã cũng đúng. Thế còn dịch rã. À, vâng, tôi đợi mãi. Vâng. Rã cũng đúng. Rã này nó nằm ở trong từ tan rã. À. Anh để ý xem là từ khi bắt đầu dịch, cái lượng doanh nghiệp tan rã. Vâng. Nhiều vô kể. Dạ. Số các gia đình tan rã cũng nhiều vô kể. Dạ. Vì là cứ loanh quanh ở nhà, vợ gặp chồng, chồng gặp vợ, nhìn qua nhìn lại ngứa mắt, lại cãi nhau, cãi nhau là lại ra tòa. Vâng. Thế là gia đình tan rã. À. Và thêm nữa một ý rã nữa, anh biết là gì không? Là gì ạ? Đói rã họng. Tại vì anh thấy có các ngành nghề này hoạt động được đâu. Vâng. Nên là tất cả mọi người ngồi nhà thì kiểu gì chả đói rã họng đấy. À, vâng. Nhưng tôi cũng là một cái cơ hội tốt để chúng ta đùm bọc giúp đỡ nhau. Vâng. Vâng. Cảm ơn giáo sư. Cũng may là đợt này thì tôi mới thấy là làng trên xóm dưới ở chỗ tôi là rất quan tâm đến vấn đề khoa học, vấn đề dịch. Cháu Tào Hồng thân mến, tức là cả ba giã đều đúng. Đúng. Cả ba giã phát âm kiểu gì nó cũng đúng, cho nên là kể cả là ai thuận thế nào thì nói như vậy. Đúng rồi. Nó đều hợp lý. Vâng. Vâng. Câu hỏi tiếp theo. Vâng. Để đỡ mất thời gian. Vâng. Ở đây rồi ạ. Vâng ạ. Cũng lại bà cô tôi. Bà cô. Vâng. Vâng. Bà cô tôi có hỏi là thưa giáo sư, vậy thì khi nào dịch sẽ hết? Một câu hỏi rất hay. Vâng. Này. Vâng. Câu này tôi nghĩ là ai trên thế giới cũng muốn hỏi câu đấy. Dạ. Từ trẻ con đến người già, nam phụ lão ấu, ai cũng muốn hỏi câu này. Vâng. Rất nhiều các chính phủ, các quốc gia cũng muốn hỏi câu này. Dạ. Các nhà quản lý, và anh xem ngay ở trong nước ta, tất cả mọi người đều đồng lòng. Vâng. Rồi từ chính phủ cho đến người dân, ai ai cũng mong muốn hỏi câu này và mong muốn là dịch đến ngày nó kết thúc. Dạ. Vâng. Thế câu trả lời là gì ạ? Rất nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm cách từ xác suất thống kê để tính toán xem bao giờ là nó sẽ kết thúc dịch, hay là vân vân, rồi tính toán về mặt sinh học, nhưng đến nay cũng chưa có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên... Vâng. Tôi lại có câu trả lời. Đang định xin lỗi. Đang định xin lỗi không, bà cô tôi. Không, nếu mà tôi không trả lời được, tôi đã không ngồi đây. Dạ vâng, vâng. Xin mời giáo sư. Bởi vì dịch sẽ kết thúc. Vâng. Khi chúng ta không bị dịch nó giã nữa, bao gồm cả ba kiểu giã như tôi vừa giải thích. Tôi hiểu rồi. Vâng. Vâng. Chừng nào không bị giã nữa, dạ thì vâng, là... chừng nào không bị dịch nó giã nữa thì lúc đó là chúng ta hết dịch. Vâng, là hết dịch vâng, thôi. Vâng, vâng, vâng. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Thưa quý vị, là hôm nay tôi được đến đây để tôi được đặt câu hỏi, và hiện nay là chưa có câu hỏi chính thức của tôi đâu. Toàn câu hỏi của mọi người gửi đến hết ý. Thế ạ? À? Vâng, bây giờ sẽ là một câu hỏi tiếp theo. Vâng. Anh phải làm nhanh lên, tại vì danh sách còn nhiều người lắm. Dạ vâng, vâng, vâng. Đây ạ, đây ạ. Vâng ạ. Đây rồi. Ôi rồi. Anh Lê Văn Chí. Lê Văn Chí. Vâng, vâng. Ở chỗ cũng ở trong làng tôi. Anh này thì thú thực là cũng nhận được rất nhiều cái sự hỗ trợ của mọi người trong những cái dịch, những cái như là dịch giã hay là bão lũ chẳng hạn. Tức là thực ra anh này là có thể nói là nghèo nhất làng. Vâng. Anh Lê Văn Chí có hỏi là thưa giáo sư, tìm hiểu để làm gì? Thú thật với anh Chí thế này. Anh Chí tìm hiểu làm gì? Vâng. Chắc là anh cũng thực ra là tiền nhiều để làm gì thì tôi cũng không trả lời được, vì tôi đã có nhiều tiền đâu. Giáo sư có thể không nhiều tiền, nhưng tôi đi. Vâng. Tôi có nhiều tiền này. Vâng. Này, để cho nó đàng hoàng nhá. Vâng. Ôi, cho quay cận vào mặt tôi ra. Mặt người nhiều tiền cho một khác. Vâng. Đấy, thấy chưa? Thì coi như tôi đi. Vâng. Thì tôi hỏi giáo sư, thế nhiều tiền để làm gì? Không phải làm chạy kiểu. Dạ, nếu mà nhiều tiền để làm gì thì thường những người nhiều tiền họ sẽ biết cách để trả lời anh ạ. Chứ phàm theo cái lẽ thông thường làm gì có chuyện thắng ít tiền đấy. À quên. Làm gì theo lẽ thông thường lại người ít tiền lại đi khuyên người nhiều tiền phải tiêu tiền như thế nào?
điều nó trái với quy luật. Dạ, thường những người nhiều tiền người ta còn tự biết cách tiêu tiền, hoặc người ta khuyên những người có ít tiền cách kiếm tiền. Vâng. Chứ ít khi là người ít tiền lại đi khuyên người nhiều tiền cách tiêu tiền lắm. Và tôi biết thân phận của mình ở đâu, tôi không nhiều tiền thì tôi không nên khuyên anh và người có nhiều tiền cách tiêu tiền như thế. Dạ vâng, thôi bây giờ sẽ là cuộc trao đổi đi. Vâng. Giáo sư sẵn sàng đi ạ. Tôi sẵn sàng. Tôi xin hỏi giáo sư là thế nếu như bây giờ tôi có nhiều tiền. Vâng. Thì làm cách nào để tôi tiêu số tiền đấy và tôi đạt được cái hạnh phúc, đạt được cái mong muốn trong cuộc sống? Hey à, đấy là một câu chuyện dài. Dạ. Và cũng có nhiều thông tin để chia sẻ cùng với anh. Dạ vâng. Anh hỏi cũng câu này nhiều người hỏi lắm. Dạ vâng. Vâng, giáo sư trả lời đi ạ. Vâng, anh uống nước đi. Dạ, giáo sư trả lời đi, giáo sư rót nước làm gì? Anh không nhìn thấy tôi đang làm gì đấy ạ. Thì giáo sư rót nước. Thì tôi đang rót nước đúng không? Vâng. Tôi đang trả lời anh đấy. Rót nước để trả lời. Tôi hỏi anh tôi rót mấy chén nước? Hai chén. Tại sao tôi lại rót hai chén? Thì có mỗi hai thằng, có mỗi hai người ở đây thì phải rót cho hai người chứ sao? Thế tại sao tôi không dám rót bốn chén này? Vì nhỡ tí nữa có một người nữa cũng đến, lát nữa có một ai khát nước đi qua, hoặc là tí nữa có một ai đấy người ta cũng có nhu cầu uống nước, thì mình tại sao không rót bốn chén còn lại? Thì khổ quá, thì khi nào đến nó hay? Thì đấy, cái chết của chúng ta là ở chỗ đấy. Dạ. Thưa anh, cái số tiền anh có nó tựa như lượng trà trong cái bộ cái ấm này. Vâng. Bây giờ chúng ta thường rót cho những mục tiêu trước mắt, ví dụ như chúng ta có hai người, tôi rót hai chén, và chúng ta quên mất rằng trong cuộc sống những cái khoản cần chi thực ra nó có rất nhiều. Nó có cả những chén này, nó có cả những chén này. Bây giờ tôi hỏi anh, giả sử đây là chén phụng dưỡng cha mẹ. Vâng. Đây là chén tương lai con cái. Vâng. Đây là chén hưởng thụ cho hiện tại. Vâng. Đây là chén chia sẻ với cộng đồng. Vâng. Đây là chén mà chúng ta gọi là đầu tư để học hành cho chính bản thân chúng ta. Vâng. Để phát triển. Rồi vân vân, đây là chén để dành, để dự phóng. Có rất nhiều chén. Giờ theo anh chúng ta nên rót cho chén nào? Chén rót chén cha mẹ đi. Cha mẹ vào đây này. Rồi, các cụ già rồi nhưng đầu tư thật nhiều tiền vào cho các cụ mua vàng găm. Rồi. Không hợp lý lắm. Rồi, con lại thoải mái, con không, cái không, cháu thế, trước thế thì thôi. Tôi không rót cho cha mẹ nữa, bây giờ tôi rót cho con cái đi. Rồi, cha mẹ không rót nữa, cha mẹ kệ cha mẹ. Bây giờ là con cái này, để dành cho nó thật nhiều và sau này chúng nó tha hồ phá. Thôi, thế thôi. Đấy. Thế thôi, tôi không để cho con tôi nữa. Tôi mua nhà đi. Mua nhà? Vâng, mua nhà. Anh đợi tí nhé. Dạ. Đây, không cho con nữa. Mua 4 cái nhà. Mỗi ngày đi một cái, quét dọn. Chọn cái to mà, quét cho nó thoải mái. Ừ, thế thôi, không có thời gian quét đâu. Thế, tóm lại là thưa giáo sư, thế bây giờ mình phải làm thế nào? Bây giờ giáo sư cho tôi một cái cách nào đấy để rót nó hài hòa, nó hợp lý. Theo cách của giáo sư đi. Theo cách của tôi? Vâng. Thì lại không áp dụng được cho anh. Bởi vì gì? Cái chén của anh thì cái này lại nhỏ, cái chỗ này lại to, cái này lại nhỏ, cái này lại to. Mỗi người có một công thức khác nhau. Vâng. Rồi có người chọn là sẽ rót đều tất cả, mặc dù không có cái nào đầy. Vâng. Có người chọn đầy cái này, có người đầy cái này, có người đầy cái kia. Vâng. Không có công thức chung. Vâng. Bởi vì hạnh phúc của mỗi người nó là như một cái ổ khóa. Vâng. Và cái cách chúng ta rót tiền như này, vâng, nó như là những cái răng cưa trên từng cái chìa khóa. À. Nó chỉ phù hợp với từng ổ khóa khác nhau thôi. Không, nhưng xin lỗi giáo sư thì ít nhất tôi với giáo sư cũng phải có một cái gì chung chứ. Chúng ta đều có bộ ấm chén. Rồi thì công nhận là đẻ ra là bố mẹ đã cho chúng ta bộ ấm chén rồi. À, không, tôi không bảo cái bộ đấy. Ý tôi là chúng ta đều có một cái lượng thì tài chính. À, vâng. Và có nhiều những cái nhu cầu cần phải chi dùng. Dạ. Tôi nói bộ ấm chén này. Vâng, đấy, chúng ta chung nhau đều có những cái đấy cả. Vâng, thế thưa giáo sư bây giờ nhá. Thực ra vấn đề này là vấn đề nhiều người băn khoăn này. Rồi. Làm sao để cái số tiền mình kiếm được mình cân bằng cho cuộc sống, hay nói một cách ẩn dụ như giáo sư, đó chính là chúng ta rót trà. Làm sao những cái răng cưa này mở được cái ổ khóa hạnh phúc? Đúng, rất chính xác. Rót trà mà thấy hạnh phúc. Rót trà mà thấy hạnh phúc. Vâng. Thế thì tôi phải mời một chuyên gia. Vâng. Chuyên gia trong lĩnh vực rót trà. À, vì mình không biết về cụ thể thì làm sao mình có thể rót được chính xác. Vâng. Nên tôi sẽ mời đến một chuyên gia trong lĩnh vực rót trà. Dạ. Chả giấu gì anh. Vâng. Đây là bà chị của người yêu cũ của tôi. Ôi giời. Cũng lâu rồi. Trong nhưng chương trình này có cả gọi cho người thân. Vâng. cũng lâu rồi. Là chị Nguyễn Thị Bích Hạnh. Dạ. Là trưởng ban quản lý tài chính cao cấp.
chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Xin phép anh, tôi đi lấy ghế. Để mời chị ngồi ở giữa đây. Rồi. À, xin mời chị Hạnh ạ. Vâng, xin chào giáo sư. Chào em. Chị Hạnh. Tháo à? Tưởng ai hóa mặt chú Tháo. Thế thì khéo em gái anh lại là người yêu cũ của tôi. Cũng có thể, nó không báo cho tôi. Ôi trời ơi chị. Em mà biết hôm nay chị có mặt ở đây thì sáng em đã đón chị thì sớm. Đúng rồi, thần thiết quá. Coi như không cần phải giới thiệu. Dạ vâng ạ. Đấy chị ạ, chị cũng biết tình hình rồi đấy, là đây có một người hỏi là làm thế nào để rót trà mà để được hạnh phúc. Vâng. Mời chị. Vâng. Giáo sư quả là tinh tế. Đấy, rót trà mà hạnh phúc. Vâng. Đấy. Thực ra ấy, khi mà rót trà đúng không ạ, thì để mà thưởng thức được một ấm trà đúng. Đấy, giáo sư có biết thế nào là trà tam rượu tứ không ạ? Trà tam rượu tứ tôi biết chứ. Vâng, vâng. À, trà tam rượu tứ là bởi vì như này, thực ra uống rượu hay uống trà ấy, thì đều dẫn đến việc là nói nhiều. Đúng, vâng, chính xác. Mà trà tam thì kiểu gì cũng cãi nhau, vì cơ ông mà tỉnh táo ra là kiểu gì cũng cãi nhau. Vâng. Nên là cần có ba người để một ông ở giữa can, hai ông còn lại cãi nhau. Nên là rượu tam, là trà tam. Vâng. Còn nếu mà rượu tứ là vì là các ông cũng cãi nhau, vâng, nhưng mà cần có hai người để can cả hai ông. Vâng. Chứ nếu như một người can ông này thì kiểu gì ông cũng bị ông kia đấm vào mặt. Nên là cần bốn người để giữ. Tôi xin lỗi, chắc là giáo sư giải thích nó vui vui thế nào chứ làm gì trà tam rượu tứ, các cụ ngày xưa uống trà nó thanh tao lắm chứ không phải để cãi nhau đâu. Tôi là dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu của tôi. Vâng. Và kết quả nghiên cứu như nào tôi trao đổi như vậy, chứ tôi cũng không hề có cái gì gọi là nói bên ngoài vấn đề nghiên cứu cả. Dạ vâng, vâng. Thế giáo sư biết là chữ trà đúng không ạ? Trà vâng. Trong tiếng Việt vâng. Bắt đầu bằng chữ tề. Tề đúng vâng. Không? Và trong tiếng Anh cũng bắt đầu bằng chữ thì đấy, chữ tề. Đúng rồi. Vâng. Và trong trong trà vâng. Thì có một cái chất gì để khi mà người ta uống, người ta thưởng thức, người ta cảm thấy là rất là sung sướng và hạnh phúc. Để tôi mời anh. Chất cái gì tôi nhớ mang máng. Tàn anh. À, tàn anh. Sau biết thì cũng nói. Vâng. Tôi đúng rồi. Tàn anh. Tàn anh. Đúng rồi. À, cũng bắt đầu bằng chữ T. Vâng. Đúng không ạ? Trong cuộc sống có một chữ T rất là đem lại sung sướng và hạnh phúc. Vâng. Thì đố giáo sư đó là chữ gì? Để tôi. Riêng cái này để tôi. Vâng. Cái này tôi không cần nhờ giáo sư. Trong cuộc sống mà có một chữ T mà góp phần đem lại sung sướng hạnh phúc, đó chính là to. Ừ. Chữ to. Thế to mà không... T này là chữ trường, tức là dài. Không, đúng có đúng không ạ? Vâng, to hay là dài ạ? Cả hai đều không đúng. Vâng. Đấy. Đó là chữ tiền. Anh em mình quên mất cái đấy, đấy tiền. Khổ thế, này vật tiền. Đang bàn vấn đề tiền mà quên mất cái đấy. Dạ vâng ạ. Mời chị. Cụ thể nó thế nào hả chị? Đây, cụ thể giống như là cái ấm này. Vâng. Nó đại diện cho cái thu nhập của một gia đình. Đấy. Ấm trà này. Đúng rồi. Vâng. Trong này nhiều nước hay không? Vâng ạ. Nó phụ thuộc vào chúng ta phải đổ vào, liên tục đổ vào. Em đấy. Có thể hiểu đấy là nguồn tiền vào trong ấm. Đúng rồi. Rồi, em hiểu. Nguồn tiền. Và khi nước có đầy rồi, nguồn tiền sung sướng rồi, thì vâng. Lúc đấy yêu ai thì rót ấm đấy thôi. Mà mọi người biết không, dạ. Uống trà nó không phải là để giải khát. Bọn em biết cái này thì biết. Mà là để thưởng thức trà. Dạ. Mà khi mà để được thưởng thức một ấm trà ngon ấy, dạ. Thì gồm có hai yếu tố. Dạ. Một, đó là hương vị trà. Đấy, cái chất lượng của cái gói trà đó. Vâng, vâng. Và thứ hai là cái người thưởng trà ấy, dạ. Là với một cái tâm trạng, một cảm xúc yêu thương đong đầy chia sẻ. Vâng. Và cái ấm trà đấy có tên là an khang hạnh phúc. Đấy. Ấm này chính là thu nhập của một gia đình. Đấy. Và nhiệm vụ em xin lỗi, tức là nguồn thu nhập nó vào đây này. Đúng rồi. Hay quá, hay quá. Đấy. Nhiều nước hay ít nước, vâng. Là cái này. Dạ. Đấy. Và chính những cái này sẽ giúp cho đây, ví dụ như chén này. Vâng. Là phụng dưỡng cha mẹ này. Phụng dưỡng cha mẹ. Đấy. Rất quan trọng. Rồi. Cái chén này này bảo vệ cho chúng ta này, bảo vệ cái thu nhập này. Vâng. Đấy. Chén này thì là quỹ giáo dục cho con cái. Giáo dục cho cả mình chứ đi. Đúng rồi. Tôi nói nha, riêng ở nhà tôi là tôi có cái quỹ này là quỹ giáo dục vợ, là tôi để hơi nhiều. Cái quỹ này mà nhiều mà giáo dục vợ thì là yêu lắm đấy. Dạ, vâng, đấy vâng. Vợ rất yêu đấy. Vâng. Tiếp theo cái quỹ này này, à cái chén này này. Vâng. Là cái chén là để chăm sóc y tế. Sức khỏe. Ai chăm sóc đúng rồi. Chẳng may mà rủi ro một cái đi viện một cái đúng rồi. Covid là có tiền luôn. Dạ chính xác vâng ạ. Tiếp theo chén này này là hưu trí.
đúng. Đấy. Tính đến lúc anh em mình không làm việc được chứ. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì là từ 60 giờ ra là không làm ăn gì rồi. Đúng rồi. Đấy. Vâng, có nhiều người cố cũng chả ăn thua gì đâu. Từ 0 đến đấy, từ 0 đến 20 là coi như là ăn bám. Vâng, đúng đấy. Đúng đúng. Từ 20 đến 40 thì coi như là mới là lấy vợ lần đầu. Dạ. Xây nhà lần đầu. Vâng. Và đẻ con lần đầu. Đúng đúng. Từ 40 lứa đầu đấy. Là từ 40 đến 60. Vâng. Thì mua nhà cái thứ hai. Đúng. Và cũng có thể là cưới vợ lần thứ hai. Có thể lắm chứ. Và coi như là có con thứ hai. Đúng rồi, có con thứ hai. Còn cái chén này này thì là coi như là quỹ di sản để cho con cháu. Của để dành. Của để dành. Của để dành. Nghe chị nói đến trà mà em cứ tưởng chị như là nhà trà học. Chị biết đấy, ở làng thì chỉ có uống là cái lá nhân trần ấy. Thế cho nên là ở làng mình có mấy cái nhà trần học. Đấy. Mấy cái nhà trần học. Vâng, tiếp theo cái trà An Khang Hạnh Phúc này thì chị bán cho em mấy ấm. Thú thực với chị là em và không chỉ em đâu, tất cả mọi người đều muốn có An Khang Hạnh Phúc. Giáo sư có muốn không ạ? Tôi có chứ, ai chẳng muốn điều đấy. Dạ vâng ạ. Dạ cụ thể là thế nào hả chị? Đây là một gói sản phẩm của Bảo Việt. Vâng. Mà nhân kỷ niệm 25 năm thì Bảo Việt cho ra đời. Vâng. Để giúp cho các quý khách hàng thân yêu của Bảo Việt. Vâng ạ. À tức là cái gói An Khang Hạnh Phúc này. Đúng. Là một gói bảo hiểm. À vâng. Rồi vâng, cụ thể nó như thế nào nữa? Vâng. Cụ thể này. Dạ. Thứ nhất này, dạ, nếu như chẳng may mà mình phải đi làm viện. Vâng. Thì được trả chi phí là 2 triệu một ngày làm viện. À. Tức là cứ nằm viện là được tiền ạ. Đúng rồi ạ, nằm viện là được tiền ạ. Dạ. Và nếu như mà nằm ở phòng đặc biệt thì là 4 triệu một ngày. Dạ. Phẫu thuật thì là 10 triệu cho một lần phẫu thuật. Và cao nhất thì sẽ là chi trả 2 tỷ. Mức bảo hiểm 2 tỷ. Đấy. Dạ, thưa tức là mình cũng không mong muốn việc nằm viện. Vâng. Nhưng mà còn tệ hơn nếu như mình vẫn phải nằm viện mà lại không có gì để chi trả. À. Thì cái gói An Khang Hạnh Phúc này nó giải quyết được việc đấy. Rằng là anh chỉ tập trung vào điều trị bệnh thôi và giữ tâm lý thoải mái vì tiền. Đã có cái gói An Khang Hạnh Phúc để nó lo. Tôi hiểu rồi. Vâng. Thế là ví dụ như ngày mai tôi đau bụng là tôi đến tôi nằm viện và sẽ được chi trả 2 triệu. Vâng, nếu phát hiện ra anh bị ruột thừa và cần phải mổ ruột thừa thì anh có thể được 10 triệu. Vâng. À thế ạ, vâng ạ. Cái thứ hai nữa, ngoài chăm sóc y tế ra thì còn có gói thứ hai đó là bảo hiểm cho bệnh Lani. Vâng. Đấy, giống như là giáo sư với cả chú Tháo biết đấy. Vâng. Bệnh nan y thì bao gồm có ung thư này. Ung thư. Có đột quỵ này. Đột quỵ. Có nhồi máu cơ tim này. Dạ. Và nhất là những cái bệnh nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Vâng. Thì đối với thế giới thì gấp 7 lần. Nhưng riêng đối với Việt Nam thì giáo sư biết là bao nhiêu lần không ạ? Cái này thì chị cứ cho con số luôn. Vâng. Dạ. Đây là khoảng 20 lần. Ui, gấp 20 lần ạ. Đúng rồi. Cái thứ ba. Vâng ạ. Đó là cái quỹ giáo dục cho con cái. Dạ. Tại vì ai bộ là cha mẹ cũng mong muốn con cái đến tuổi trưởng thành. Vâng. Được ăn học, được cắp sách đến từ trường. Vâng. Và nếu như chẳng may mà rủi ro với bố mẹ thì các em vẫn được ăn học bình thường. Dạ. Đúng như những cái mong muốn của bố mẹ khi mà tham gia cái gói bảo hiểm An Khang Hạnh Phúc. Vâng ạ. Và cái thứ tư nữa mà dùng đến đó là một cái quỹ lương hưu. Đấy. Quỹ lương hưu chính là cái chén nào đây này? Chén kia. Vâng, chén lương hưu đây này. Đúng rồi, đấy là quỹ lương hưu. Dạ. Tại vì đến 60 tuổi, vâng, lúc đấy chúng ta bắt đầu sức khỏe cũng đã yếu rồi. Vâng, tôi thì vẫn khỏe nhưng giáo sư thì nếu tôi có thể bị lẫn thôi. Chỉ lo vấn đề là và với cái nghề như tôi mà lẫn là thôi. Theo đấy, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam thì khoảng 80 tuổi. Khi mà từ 60 đến 80 thì cái chi phí nó gấp 3 lần so với những cái chi phí hồi trẻ. Đúng, chính xác. Tại vì sao lúc đấy là cần coi như là người giúp việc này, vâng, cần thuốc men này, cần người massage này, đấm lưng này. Đúng rồi. Rồi. Và đa số ấy là toàn mắc hai bệnh rồi. Vâng. Đấy, hai bệnh mãn tính rồi. Dạ. Một là cao huyết áp. Dạ. Đấy, hai là thừa cân béo phì, hơi giống chị tí. Đấy. Và cái thứ năm ấy nó là cái di sản thừa kế cho con cháu. Hay quá. Nếu như chẳng may mà chúng ta đi về hầu tổ tiên. Vâng. Đấy thì có một cái quỹ đấy để con cháu coi như là làm dỗ để phụng sự. Hay quá, không gây khó khăn cho con cháu. Đúng. Không những thế còn có tiền tích lũy cho con cháu. Đúng. Đúng không ạ? Đúng. Hay rồi. Quá, chẳng may mà đứt phần phật ấy. Vâng. Thì con cháu vẫn còn hương hoa đại quả cho mình. Vâng, mình hay không thành có gánh nặng cho con cháu. Đúng. Vâng. Vâng. Cái chén trà này được rót đầy hay rót vơi, nó phù hợp. Cái điểm chung ở đây ấy, chính là cái điểm em muốn nói. Đó là gì? Chúng ta phải biết tiêu tiền, đầu tư tiền và làm sao để cuộc sống của chúng ta phù hợp nhất, hợp lý nhất đối với thu nhập của chúng ta. Đúng không chị? Đúng rồi. Có người lại bảo là chúng ta có cái điểm chung là bộ ấm chén đi. Chị bảo em chả hiểu nào. Này, tôi nói anh. Tôi
là giáo sư biết tuốt. Vâng. Tôi biết tất cả mọi vấn đề. Dạ. Còn cái vấn đề ấy đúng hay không tôi không biết. À vâng. Nên là những cái việc gì mà liên quan đến chuyên sâu như là lĩnh vực của chị Hạnh đây. Vâng. Thì tôi đã mời hẳn chị Hạnh. Là chị Hạnh là chuyên gia rồi. Chị Hạnh và các đồng nghiệp của chị là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi đã mời hẳn đến đây để nói chuyện với anh rồi. Dạ vâng. Còn ngoài những cái vấn đề chị Hạnh biết ra, tôi biết hết. Dạ vâng. Tôi trả lời giáo sư cứ bình tĩnh để tôi nói với quý vị khán giả. Vâng. Thưa quý vị, những người đang theo dõi chương trình, tôi biết đây là một vấn đề mọi người đang rất quan tâm. Không chỉ những người đang theo dõi quan tâm, mà chắc chắn những người quan tâm đó là phải nói cho những người xung quanh mình cùng quan tâm đến vấn đề làm sao để an khang hạnh phúc. Và thông qua câu chuyện với chị Hạnh đây thì tôi xin khẳng định một điều. Chúng ta muốn tìm hiểu vấn đề gì thì phải tìm đúng những chuyên gia của vấn đề đấy. Thì chúng ta mới hiểu ngọn ngành. Đương nhiên. Chúng ta mới hiểu rõ ràng. Đúng rồi. Tôi cổ vũ, tôi đồng ý với anh việc đấy mà. Còn lại đừng mời những cái người ất ơ mà trả lời chúng thì chúng, chẳng chúng thì trượt. Người ta trả lời rất vô trách nhiệm. Người ta trả những cái lĩnh vực gì cần chuyên sâu thì tôi là quen biết các chuyên gia, tôi lại mời chuyên gia đến. Tôi có nói gì đâu mà giáo sư. Tôi không biết về cụ thể vấn đề đấy. Tôi đã quen biết chuyên gia là cũng là một dạng biết rồi. Anh tưởng là quan hệ mà quan trọng lắm đấy. Thế, tức là nếu như không phải vấn đề của chị Hạnh. Vâng. Thì giáo sư sẽ trả lời tất tật những vấn đề khác. Đúng. Vâng, bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Vẫn còn câu hỏi nữa. Dạ. Ok, được rồi. Thưa giáo sư. Vâng. Với những gì chị Hạnh vừa chia sẻ. Vâng. Về rót trà. Vâng. Về nằm viện của giáo sư. Về trường hợp nằm viện. Vâng, vâng. Thì giáo sư sẽ chọn gói nào? Đấy là câu hỏi à? Dạ vâng. Chị Hạnh có những gói nào nhỉ? Chương trình bảo hiểm an khang hạnh phúc ấy, gồm vâng. Có 3 gói. 3 gói. 1 là cơ bản. Cơ bản. 2 là nâng cao. Nâng cao. 3 là cao cấp. Cao cấp. Rồi, như vậy là có 3 gói. Cơ bản, nâng cao và cao cấp. Chị ơi, cụ thể là 3 gói nó khác nhau như thế nào? Chị để em, cái này chị để em. Thế này nhá. Vâng. Giáo sư có thể lấy giấy bút ra ghi được. Vâng. Được. Dạ vâng. Vâng. Gói cơ bản. Vâng. Nó rất cơ bản. Dạ vâng. Vâng. Gói nâng cao. Vâng. Là gói nó đã được nâng cao từ gói cơ bản và nó cao hơn gói cơ bản. Còn gói cao cấp thì nó là gói rất là cao cấp. Vừa rồi là câu trả lời đấy. Dạ vâng. Xin hỏi giáo sư là vậy thì giáo sư sẽ lựa chọn gói bảo hiểm nào? Thế này anh ạ. Với tôi đã không chơi thì thôi. Dạ. Còn đã chơi là phải full option. Tôi chọn gói cao cấp. Thế còn tôi? Riêng tôi, tôi theo giáo sư. Quá tuyệt vời. Vâng. Còn với quý vị đang theo dõi chương trình thì chúng tôi chỉ có một lời chúc dành tới quý vị, đó là an khang hạnh phúc. Đánh dấu dấu mốc đặc biệt 25 năm, Bảo Việt Thiên Thọ ra mắt giải pháp tài chính ưu việt mới An Khang Hạnh Phúc, với các quyền lợi vượt trội mang đến sự bảo vệ toàn diện cho các gia đình Việt. Quyền lợi vượt trội, dịch vụ đẳng cấp, quà tặng trao tay.